Bình Dương sẽ thành lập ban hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự kiến ban hỗ trợ sẽ ra mắt trong tháng 12. Đây là một trong những kết quả có được từ hội nghị thúc đẩy mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành công thương năm 2023. Hội nghị do Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức sáng nay. Theo công bố mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh tế số Bình Dương đứng thứ 2 miền Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 cả nước. Tỷ trọng kinh tế số ở một số ngành, lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải kho bãi, lưu trú ăn uống, tài chính ngân hàng, bảo hiểm còn rất thấp. Trên cơ sở hiện trạng kinh tế số của tỉnh, hội nghị giới thiệu nhiều giải pháp, nền tảng ứng dụng giúp các doanh nghiệp tiếp cận một số mô hình chuyển đổi số điển hình. Từ đó, chủ động nắm bắt công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nếu doanh nghiệp nào tham gia rất là hay, để mình hiểu được cái tương lai mình phát triển rồi mình sẽ đi đến đâu, rồi mình sẽ làm gì để mình kết nối được những cái phần mềm này cho cái doanh nghiệp của mình. Hội nghị thúc đẩy mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp năm 2023 với mong muốn tạo ra nơi trao đổi, chia sẻ, kết nối giữa các cơ quan quản lý cũng như là nhà nước, rồi các trường đại học với các doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về một số nội dung còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại doanh nghiệp, như việc hình thành không gian lực kéo và liên kết vùng, ứng dụng trợ lý ảo AI phát triển bởi Việt Nam vào các khâu sản xuất, thí điểm sàn giao dịch dữ liệu. Đặc biệt, đại biểu đánh giá cao với giải pháp thành lập ban hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các hiệp hội ngành hàng cũng sẽ có một cái bộ phận đó để mà hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì đưa các cái doanh nghiệp này tới tham quan những cái doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công, thì trên lúc đó thì họ mới có cái suy nghĩ là phải làm và làm như thế nào. Hội nghị đã công bố chương trình hỗ trợ của 7 công ty nền tảng với rất nhiều ưu đãi lớn, giá trị cao, tạo thuận lợi để doanh nghiệp Bình Dương tự tin thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới.